Xưa kia tại ngọn Hoa Quả Sơn có một hòn đá rất to. Hòn đá này ngàn năm hưởng linh khí đất trời, tinh hoa của nhật nguyệt. Đến một ngày nọ, hòn đá vỡ tung ra để lộ một con thạch hầu. Không cha không mẹ, nhưng con khỉ đá thạch hầu này lại có được tư chất của những vị thần tiên nhờ hấp thụ tinh hoa của tạo hóa. Tại vùng Hoa Quả Sơn có một bầy khỉ sinh sống, con khỉ đá lân la làm quen và dần sống hòa hợp với chúng. Hàng ngày nó trèo cây hái quả, đuổi hoa bắt bướm rồi tắm suối rất vui vẻ. Nhưng khả năng phi thường của nó vượt trội hẳn các con khỉ thông thường, và cuối cùng nó đã được tôn lên làm chủ Hoa Quả Sơn. Có được chức vị đầu tiên được đàn em cung phụng ở nơi hoa trái đủ đầy, nhưng con khỉ vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Với căn cơ thiên bẩm, khỉ đá vẫn thấy mình phải đi tìm con đường đạo riêng cho mình. Thế rồi nó lên một chiếc bè gỗ, đi thẳng ra biển lớn, bỏ lại bầy đàn em để đi tìm đạo. Chiếc bè ấy đến một nơi tu hành của một bậc cao nhân đạo giáo, gọi là Bồ Đề Tổ Sư. Con khỉ ấy quỳ xin học đạo được Tổ Sư chấp thuận. Ngài đã đặt cho nó với cái tên Tôn Ngộ Không. Tôn có nghĩa là loài khỉ, ngộ có nghĩa là giác ngộ. Không là cảnh giới cao nhất để đạt đến viên mãn đắc đạo, là hoàn toàn vô niệm. Chỉ khi đạt đến trạng thái không này, người tu luyện mới có thể thực sự trở về với chân ngã và bản nguyên cao quý của chính mình. Tôn Ngộ Không được truyền dạy 72 phép thần thông biến hóa. Tuy nhiên chưa kịp làm việc tốt thì nó đã dùng để biến thành những thứ tầm thường, để chơi nghịch, khiến Tổ Sư phiền lòng. Vì thế Ngài đã cổ phạt nó đi. Ngộ Không tưởng đâu là đệ tử chân truyền của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng hóa ra lại bị Ngài đuổi đi bởi căn tu chưa tốt, chưa biết dùng 72 phép vào việc có lợi. Rồi sau đó Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn tiếp tục làm vua, nhưng chưa thỏa mãn, nó còn có tham vọng thay Ngọc Hoàng Đại Đế làm chủ tam giới. Sau khi phạm đến Thiên Đình Đại Não Thiên Cung, đánh bại Thiên Binh Thiên Tướng, những tưởng Ngộ Không đã tìm được đạo của đời mình. Thế nhưng ở đâu núi cao này lại có núi cao hơn. Phật Tổ Như Lai xuất hiện và phạt Ngộ Không 500 năm dưới ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Được Bồ Tát chỉ bảo, Ngộ Không được Đường Tăng cứu khỏi ngọn núi và phò thầy đi thỉnh kinh. Trải qua bao kiếp nạn, có kiếp nạn bị chính Đường Tăng đuổi về nhà, nhưng cuối cùng Ngộ Không đã chính thức đắc đạo trở thành Phật. Vậy đắc đạo là gì và làm sao để đắc đạo? Trong từ điển, đắc đạo được giải nghĩa rằng một người tu hành đạt được một sự giác ngộ về lẽ phải nào đó. Họ thường là những người hiền tài, hiền triết, có sự nghiên cứu và tu tập lâu năm. Đây không chỉ là những người có đức độ mà còn có tài năng và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực mà mình tu đạo. Xưa kia, Đức Khổng Tử, người sáng lập ra Nho giáo, đã cho rằng sự đắc đạo đi liền với sự già dặn và trải đời. Khổng giáo có hai câu cực kỳ nổi tiếng: tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh. Những câu này có nghĩa rằng người bước qua 40 tuổi không còn nghi hoặc lẽ đời và cũng không còn nghi hoặc đạo mà mình chọn theo. Họ hiểu bản thân, hiểu thời vì đã từng trải đủ. Khi qua đến tuổi 50, con người tu tập lên một tầm cao mới, đó chính là chi thiên mệnh. Có nghĩa rằng hiểu được rõ thiên mệnh của mình lẫn của những người xung quanh. Bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra đều có một vai trò nhất định, có một sứ mệnh nào đó mà phải hoàn thành. Khi còn trẻ, chúng ta chưa đủ chín chắn thấu hiểu, còn bị những cám dỗ tầm thường làm phân tâm, che mờ tầm nhìn. Nhưng khi đã đủ lâu, không còn nhiều thời gian sống nữa, người ta sẽ biết được thiên mệnh, tức sứ mệnh của bản thân, và dốc hết sức để hoàn thành nó. Nói một cách khác, đó là con đường để tiến đến sự đắc đạo. Đắc có ý nghĩa là được, và đạo là con đường. Đắc đạo không chỉ mang ý nghĩa là hiểu tận cùng lẽ đạo, nó còn mang ý nghĩa rằng chúng ta còn tìm ra được con đường cho chính mình. Một khi chúng ta tìm ra được con đường cho chính mình thì sẽ không vội vã, không cuống quýt, không lo lắng, sợ hãi. Mọi thứ diễn ra hãy đón nhận một cách thư thái, bởi vì trần gian rộng lớn, sức mình có hạn, nên quản được bao nhiêu cứ ung dung từ tốn rồi ngộ ra cũng chưa muộn. Nói đến đắc đạo, người ta thường nhắc đến những người tu hành, tiêu biểu đó là trong Đức Phật. Tuy Ngài là một bậc cao nhân có căn tu vượt người thường, nhưng không phải lần đầu tiên mà Đức Phật đã đạt đến cảnh giới đắc đạo. Đức Phật xuất thân là một thái tử tên Tất Đạt Đà và cao quý ở đất nước Thích Ca thuộc Nepal và Ấn Độ ngày nay. Vì muốn hiểu được nỗi khổ cùng của nhân gian, Ngài đã từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, vợ đẹp con khôn để một mình ra đi tay trắng để tìm con đường đạo thực sự của mình. Bất chấp nỗ lực ngăn cản của vua cha, thái tử Tất Đạt Đa đã ra đi trong đêm tối trên con ngựa trắng của một người nô bộc trung thành theo hầu. Tuy nhiên khi tới một bờ sông, Ngài dừng lại, xuống ngựa, cạo râu, cắt tóc, chút hết y phục cao quý đưa cho người nô bộc. Đoạn Ngài sai ông ta đem cả y phục và con ngựa về thông báo vua cha. Từ đây thái tử chính thức xuất gia và đi tìm con đường đạo, lý tưởng của mình. Ngài đã đi đến những tu sĩ để nhịn ăn, nhịn uống, ngồi thiền nhằm tâm niệm. Và thời ấy, tu hành khổ hạnh là con đường phổ biến mà người ta cho rằng sẽ đạt đến cảnh giới đắc đạo. Tuy nhiên Tất Đạt Đa đã hỏi các tu sĩ, nhưng không ai trả lời được cho mình câu hỏi rằng làm thế nào để thoát khỏi khổ đau trên cõi đời này. Ngay cả cấp độ thiền định cao nhất là phi tưởng phi tưởng xứ cũng chưa đạt đến mức độ triệt để cho việc giải thoát khỏi khổ đau. Không phải là chân lý tối hậu nên Ngài quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát. Sau 5 năm tu khổ hạnh, Ngài ăn ít đến mức có lúc gần kề cái chết.
Tất Đạt Đa nhận ra đó không phải là cách tu dẫn đến giác ngộ, nên ngài bắt đầu ăn uống bình thường. Rất may từ bé thái tử đã được luyện tập võ thuật và đặc biệt là bộ môn yoga, nên ông mới vượt qua được 5 năm khổ hạnh trần ai ấy. Sau những năm tu hành theo hướng khổ hạnh không đạt kết quả, ngài đi đến bờ sông, ngồi thiền định trên bãi cát vài ngày. Ngày nọ có hai cô bé chăn bò thấy người tu sĩ có vẻ mặt thánh thiện đã liền vắt sữa và dâng lên Tất Đạt Đa. Ngài dùng xong cảm thấy cơ thể chợt khỏe mạnh lạ thường, có sức Tất Đạt Đa lại đi tiếp. Ngài tìm thấy một cây bồ đề vùng Bồ Đề Đạo Tràng, cảm thấy đây là địa điểm phù hợp. Tất Đạt Đa quyết định sẽ ở đây và không rời đi cho tới khi đắc đạo, tìm ra chân lý đau khổ. Dần dần ngài đã hiểu ra nguyên nhân sâu xa của sự khổ đau trên cõi đời. Sở dĩ con người bị khổ đau là do trong tâm khảm vẫn còn tham sân si, chấp niệm. Người vướng vào điều này sẽ gây nghiệp và phải gánh hậu quả mà nó mang lại. Đó cũng là nguồn gốc của quan niệm nhân quả trong Phật giáo. Chúng ta tạo ra việc gì, tức là đã gieo vào một cái nhân, thì ắt từ nhân đó không sớm thì muộn cũng sẽ nảy thành quả. Nhân tốt thì có quả tốt, ngược lại nhân xấu thì quả cũng sẽ xấu. Và người vướng vào quả xấu tức là đang gánh nghiệp chướng mà mình gây ra, sẽ phải đi vào vòng luân hồi mãi mãi. Luân hồi cũng là một quan niệm cơ bản của đạo Phật. Khái niệm này cho rằng mỗi sinh linh sẽ có nhiều kiếp sống, khi chết đi sẽ đầu thai sang kiếp khác. Nếu kiếp sống trước tốt thì đầu thai sẽ được làm người gặp nhiều may mắn, bằng không thì kiếp sau sẽ làm người khổ cực, thậm chí làm loài vật, loài súc sinh, côn trùng, sâu bọ. Chính những điều này đã giúp cho Tất Đạt Đa đạt tới cảnh giác giới ngộ sự khổ và đắc đạo thành Phật. Đức Phật nhờ ngộ ra được sự khổ mà đạt tới được đắc đạo, chính bởi vì ngài kiên định, kiên trì gạt bỏ một chấp chứa ưu phiền, tham lam, dục vọng để theo con đường mình đã chọn. Và suy rộng ra, mỗi người chúng ta sẽ có sự đắc đạo của riêng mình. Khái niệm đắc đạo không nên bó hẹp trong lĩnh vực tu hành, mà đó nên suy rộng ra là đạt đến tầm tri thức đỉnh cao, hiểu rõ ngọn ngành, hiểu rõ thiên mệnh của mình trong lĩnh vực nào đó. Nói một cách hơi khoa trương, chúng ta có thể đắc đạo ở lĩnh vực khoa học, ở lĩnh vực văn học, ở lẽ sống ở đời và nhiều lĩnh vực khác. Đạt đến đắc đạo không phải là ta đi được đến cuối con đường, đạt được cái cúp vàng hay huy chương nào, được mọi người tung hô ngưỡng mộ, mà đạo đó là con đường ấy chúng ta sẽ đi mãi để phổ biến cho những người khác biết đạo của mình. Cũng giống như Đức Phật sau khi ngộ ra khổ không ngồi yên đó, ngài đã đi khắp nơi đem tư tưởng của mình truyền bá cho rất nhiều người khác, để với mong muốn thế gian có thể ngộ ra mà loài người bớt khổ đau. Và quay lại với câu chuyện của Tây Du Ký, tại sao ba đồ đệ của Đường Tăng chỉ có Ngộ Không mới đắc đạo thành Phật? Khi đến Thiên Trúc và lấy được chân kinh, Tô Ngộ Không đã được Phật Tổ trao cho danh hiệu đấu chiến thắng Phật, còn hai sư đệ thì chỉ được trao chức vị La Hán và sứ giả. Lý do bởi vì Ngộ Không có một trái tim trong sáng, hồn hậu, có một khát khao cháy bỏng đi tìm đạo hơn Bát Giới và Sa Tăng. Xưa kia lúc còn trẻ, nó ngao du khắp trời để tìm đạo, nhưng nhận thức sai lầm nên quấy phá tam giới, đại náo thiên cung, làm những điều trời đất không dung. Nhưng khi bị trừng phạt dưới ngũ hành sơn 500 năm, được Đường Tăng giải cứu và giác ngộ, tâm tính của Ngộ Không đã trở lại trong sáng thuở ban đầu. Thêm vào đó, tư chất của Ngộ Không là vượt trội hơn hai sư đệ, bởi nó sinh ra từ cục đá hấp thụ tinh hoa đất trời. Nhưng tài năng là chưa đủ, bởi để đạt được đến đạo phải có căn tu và phải có quyết tâm. Con đường lấy chân kinh là thử thách cho Ngộ Không. Trong những kiếp nạn, Ngộ Không luôn là người đi đầu, chống lại thế lực đen tối, không hề sợ hãi, giúp cả đoàn bao phen thoát nạn. Đó là cái dũng. Khi thầy của mình Hồ Đồ không nhận ra yêu quái Bạch Cô Tinh thì Ngộ Không vẫn quyết tâm diệt trừ. Đường Tăng mê muội đã đuổi Ngộ Không đi, đến lúc hối hận thì chút nữa đã mất mạng. Ngộ Không khi biết thầy gặp nạn nhưng không hề trách móc, mà vẫn canh cánh một lòng sắt son, sẵn lòng xông pha nơi nguy hiểm để cứu thầy. Đó là cái bao dung. Nâng lên Ngộ Không còn có sự từ bi, không chấp niệm, sẵn sàng vì lý tưởng là lấy chân kinh mà gạt qua mọi hiểm khích. Nếu như Bát Giới vẫn còn để dục vọng che mờ mắt, Sa Tăng thì quá trầm lắng và thiếu cái dũng, cái quyết đoán, thì Tôn Ngộ Không có đầy đủ mọi thứ. Chính cái dũng, cái sự bao dung từ bi ấy đã cảm động Đức Phật, khiến Ngộ Không đạt được đến đắc đạo. Suy cho cùng, người đắc đạo trước tiên phải thấu rõ con đường mà mình chọn và kiên định đi trên con đường ấy tới cùng. Họ cần phải bỏ qua tham sân si, có tấm lòng bao dung độ lượng. Không có gì có thể cám dỗ được họ, chỉ có mục tiêu phía trước và bước đến, và không bao giờ dừng lại, đem lòng đắc đạo mà phổ độ đến muôn người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.